Sữa Vinlax bé tăng cân cao lớn vượt trội. Đối với trẻ sơ sinh, sữa bột dinh dưỡng đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sự sống và giúp bé phát triển mỗi ngày. Còn đối với trẻ nhỏ, sữa bột dinh dưỡng cũng được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp bé hấp thu đầy đủ những dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng thể chất, hoạt động cơ thể lẫn trí não. Thấu hiểu điều đó, công ty cổ phần Vinamilk đã nghiên cứu và đưa tới thị trường dòng sữa bột Vinlax dành cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi, đang trở thành sản phẩm được nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm và lựa chọn. Xin chào quý vị các bạn, mình tên là Thu Thủy, hiện tại thì mình đang là diễn viên của nhà hát kịch Việt Nam. Thì mình đã rất là nhiều lần muốn chia sẻ với mọi người về bí quyết cách chăm sóc con là bé Quỳnh Như nhà mình. Năm nay thì đã tròn 2 tuổi, nhưng mà do hôm nay là có bà ngoại lên chơi, bà đã đưa bé đi chơi rồi, thì mình mới có thời gian rảnh ngồi ở đây để mà chia sẻ với mọi người về cách chăm sóc bé Quỳnh Như nhà mình dùng sữa Vinlax như nào nhé. Lần đầu tiên làm mẹ thì mình cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ về cách mà lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng để dành cho con của mình. Thì lúc đầu mang thai thì mình cũng đã song hành với việc cho con bú sữa mẹ, thì mình có tìm hiểu thêm về sữa dinh dưỡng ở bên ngoài để cho con bú. Thì tại vì là trẻ con 6 tháng đầu thì thức ăn chính của con là sữa, cho nên là khi mà mình bắt đầu có em bé là mình đã tìm hiểu rất kỹ về các loại sữa. Thì mình cũng như các bà mẹ khác thôi, mình sẽ lên các diễn đàn mẹ và bé để tìm hiểu xem là sữa nào tốt nhất cho con. Thì mình có thấy nhiều chuyên gia và các bà mẹ khuyên dùng là sữa Vinlax được rất là nhiều người chọn, cho nên là mình đã thử tin tưởng vào sữa Vinlax và mình đã mua thử một hộp sữa Vinlax số 0 là từ 0 đến 6 tháng tuổi. Đầu tiên thì mình chỉ mua loại nhỏ thôi là 400g để cho con dùng thử, và mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà tin tưởng để mà dùng sữa Vinlax. Tại vì muốn chia sẻ với mọi người đấy là mình không muốn rằng con mình khi mà sinh ra, khi mà sau 6 tháng mình đi làm thì sẽ rất là kiểu khó khăn trong cái việc chăm con. Cho nên là ngay từ lúc đầu tiên là mình đã cho con uống sữa mẹ kết hợp với cả sữa bú bình rồi. Cho nên là cái lúc mà đầu tiên thì mình sẽ cho con bú sữa từ 0 đến 12 tháng tuổi. Đó là trong cái sữa này mình đã tìm hiểu rất là kỹ là nó có sữa non. Cho nên là trong cái sữa non có rất là nhiều thành phần dinh dưỡng. Cho nên là các mẹ cứ yên tâm và cho con dùng. Tại vì khi mà dùng sữa này rồi thì mình cảm thấy rằng con rất là kết hợp với mình rồi. Khi mà cũng có thể là sữa số 0 này nó tương đương với sữa mẹ, cho nên là khi mà con bú là con rất là hợp tác với mình luôn, thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Thì ngoài cái việc mà cho con bú sữa bình ấy, thì mình sau 6 tháng phải đi làm rồi thì mình đồng ý với việc là phải cho con ăn dặm, và mình đã quyết định là song hành với việc cho con uống sữa Vinlax thì mình đã cho con ăn bột ăn dặm Vinlax. Thì chia sẻ thêm với mọi người đấy là sữa bột ăn dặm Vinlax thì có hai loại, đó là cả bột ăn dặm mặn và bột ăn dặm ngọt, nên là các mẹ có thể tha hồ mà cho con lựa chọn để thích hợp với lại con của mình. Thì nếu mà là các bà mẹ thông thái thì các bà mẹ sẽ tìm hiểu và biết được rằng là nhà cung cấp sữa bột Vinlax này thì đã chú trọng đến việc dinh dưỡng cho con. Hiện tại thì con mình đang dùng sữa Vinlax số 1, đó là từ 6 đến 36 tháng tuổi. Thì khi mà dùng sữa này thì mình đã theo dõi con xem là con trong quá trình của con dùng sữa có về cái vấn đề tiêu hóa có tốt hay không. Thì mình cảm thấy rất là yên tâm vì con mình hệ tiêu hóa rất là tốt, là không có bị táo bón hoặc là bị tiêu chảy. Đấy, nên mình rất là hài lòng về sữa này. Bởi vì và khi mà chăm con ấy thì các mẹ sẽ chú trọng việc đầu tiên là việc tăng chiều cao và cân nặng của con. Thì con mình khi mà dùng sữa thì thấy rất là hợp và con mình tăng cân đều đều và đã đạt được tiêu chuẩn của WHO đề ra. Thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Tại vì là trong cái sữa Vinlax ấy thì nó chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng, giống như canxi, rồi sắt, kẽm và các loại omega 3, omega 6 giúp cho con phát triển toàn diện. Khi mà dùng sữa Vinlax ấy thì mình cảm thấy rằng là cái việc canxi của con cung cấp đủ, cho nên là con mình mọc răng rất là sớm, 5 tháng tuổi là con mình đã mọc răng rồi. Mình cảm thấy rất là vui. Và khi dùng sữa thì con mình rất là hợp tác này, ăn uống ngon. Rồi buổi tối ấy, chính vì nhờ cái hệ tiêu hóa tốt của con, cho nên là mình đóng bỉm cho con rất là ít. Và chỉ đóng bỉm cho con buổi tối trước khi đi ngủ thôi, còn ban ngày thì mình không có đóng bỉm. Cái việc đóng bỉm này rất là tiện nha. Mình đã tiết kiệm được rất là nhiều nhờ dùng sữa Vinlax đấy.
Con mình hiện tại đang là 2 tuổi rưỡi rồi và sắp tới là nó sẽ là 3 tuổi thì mình cũng đã có đặt với lại các cái nhãn hàng Vilac để là mình sẽ chuẩn bị đặt hàng cho con mình sẽ dùng tiếp cái sản phẩm Vilac này để đồng hành cùng với hai mẹ con. Mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đó là sữa Vilac số 2 thì dành cho bé từ 3 đến 10 tuổi. Thì mọi người yên tâm về dòng sản phẩm này tại vì là mình với con mình đã đồng hành với nhau trong một chặng đường cũng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để mình cảm nhận và mình hiểu được dòng sản phẩm Vilac nó sẽ giúp tốt cho mình những cái gì. Thì nói về cái vấn đề về tiêu hóa của con ấy thì mình cảm thấy rằng sữa Vilac là một cái dòng sản phẩm mà mình thấy rằng là nhà cung cấp cũng là mình đã tìm hiểu rất kỹ rồi, thì các chuyên gia đã tìm hiểu và đã cho vào trong cái sản phẩm dòng Vilac này rất là nhiều dưỡng chất và nó thích hợp với lại các lứa tuổi, các độ tuổi ấy. Thì khi mà dùng sữa thì mình cảm thấy rằng là con mình việc tiêu hóa rất là tốt, con không có bị táo bón hay bị tiêu chảy. Như các mẹ thường nói rằng là không có cho dùng con dùng sữa bột đâu, hay là không cho con dùng sữa Việt Nam, hay là không cho con dùng sữa này sữa kia, tại vì là khi mà dùng sữa bột thì nó nhiều chất quá rồi con bị táo bón. Nhưng mà thực ra thì không phải như thế, thì mình đã tìm hiểu rất kỹ rồi thì mình thấy rằng là cái việc mà tiêu hóa của con ấy là do cái cơ địa của con cũng như là do cách mà các mẹ chăm sóc con. Bởi vì là khi mà chăm sóc thì có thể rằng là con bị thiếu chất này thiếu chất kia nên nó mới dẫn đến cái việc mà bị táo bón. Chứ còn thực ra đi con mình dùng có bị sao đâu, vẫn đi thường xuyên, vẫn đều đều, không có bị sao hết. Cho nên các mẹ cứ yên tâm nhá. Tại vì là trong cái sản phẩm này mình tìm hiểu kỹ lắm rồi, mình cảm thấy rằng là tất cả các cái nguyên liệu rồi các thứ thì đều được nhập khẩu từ New Zealand, cho nên là được các chuyên gia đánh giá rất là kỹ càng rồi. Điều mà mình cảm thấy thích nhất ở dòng sản phẩm Vilac này đó là chiều cao và cân nặng. Khi mà dùng sản phẩm này cho con của mình thì mình cảm thấy rằng con phát triển chiều cao toàn diện rồi cả cân nặng nữa, đạt tiêu chuẩn của WHO đề ra, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình sẽ cho con mình dùng sữa Vilac này đồng hành với cả hai mẹ con cho đến khi nào con 10 tuổi thì thôi. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng sản phẩm sữa bột cũng như là bột đặc dạng. Điều đó đồng nghĩa với việc là các mẹ phải thật sự sáng suốt khi mà chọn sản phẩm thích hợp cho con để con có thể phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng cũng như là trí não thông minh của mình. Nên là mình tin tưởng rằng những cái chia sẻ vừa rồi của mình có thể giúp cho mọi người có một lựa chọn chính xác nhất về dòng sản phẩm sữa mà các mẹ tin dùng. Và mọi người hãy tin tưởng vào Vilac nhé, tại vì mình rất là tin tưởng vào dòng sản phẩm này. Trong giai đoạn đầu đời, hầu hết mọi trẻ đều trải qua hay bị mắc phải một số các chứng bệnh đường tiêu hóa thông thường. Nên hệ tiêu hóa chính là mối quan tâm của các ông bố bà mẹ. Rất nhiều mẹ thắc mắc và lo lắng khi con dùng sữa Vilac, liệu rằng con có bị táo bón hay không? Về tình trạng này, nhiều mẹ đã chia sẻ cũng như các chuyên gia dinh dưỡng phân tích rất cụ thể. Không phải do sữa bột khiến trẻ bị táo bón, nên các mẹ có thể yên tâm cho con mình uống sữa Vilac đều đặn mỗi ngày để con phát triển toàn diện. Cái sữa Vilac nó chiếm được rất nhiều các cái cảm tình và cái người dùng của các cái ông bố bà mẹ và những cái bậc nuôi con. Và bản thân tôi là một cái thầy thuốc thì tôi cũng rất thích nó. Cái lý do tôi thích nó, cái thứ nhất, một là cái hương vị của nó thơm, nó dễ tiếp thu và cái vị nó lại hơi ngọt, nó không quá đậm. Nếu như chúng ta pha đúng các cái chỉ dẫn trên ở các cái nhãn hàng. Cái thứ hai nữa là nó là chúng ta sản xuất nội địa, thì từ cái nguyên liệu nhập ngoại với những cái người mà làm người Việt Nam chúng ta hiểu được cái tập quán, cái sinh lý cũng như cái tâm sinh lý cũng như là cái người tiêu dùng của người Việt Nam. Thế thì cái hàng của nội chúng ta làm được với cái kiểm soát chặt chẽ, nó đảm bảo nó an toàn mà cái giá thành nó rẻ, thì chắc chắn là tôi cũng sẽ là cái người mà lựa chọn cái sản phẩm nội để có thêm tí tiền để dành để làm việc khác. Hai nữa là trẻ nó cũng phát triển lớn. Cái thứ ba nữa là người ta cũng đã chứng minh được rằng thế này, nếu như sử dụng các dòng sữa Vilac này thì trong 1 ml sữa nếu pha đúng cái công thức thì nó tăng được từ 0,8 đến 0,9 kilocalo. Như vậy thì nó rất hợp cho những cái trẻ mà nó lúc nó cần có cái giai đoạn nó vận động, nó hoạt động. Và như vậy thì cái trẻ nó sẽ bớt chậm lớn, bớt còi. Và những cái bệnh mà để các cái bệnh mà chúng ta thấy hiếm như là quá treo to, tức là dinh dưỡng ấy, nó sẽ bớt dần đi. Và cái tỷ lệ trẻ con nó sẽ thông minh hơn, nhiều hơn. Để cho trẻ thông minh thì chúng ta cung cấp nhiều các cái chất đạm.
Và trong cái sữa Vinlax thì chúng ta thấy là người ta chú trọng, người ta bổ sung cái DHA và cái RHA là hai cái chất mà nó có dầu trong cái omega 3, omega 6 nó cần cho cái sự phát triển của cái bộ não và cái phát triển của cái võng mạc. Cho nên là với cái công thức của cái sữa Vinlax thì tôi tin rằng là sử dụng nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tiêu hóa khỏe, con ăn ngon, khỏe mạnh và cao lớn mỗi ngày, đó là niềm mong mỏi của các ông bố, bà mẹ. Dựa trên những phân tích chuyên môn của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, tin rằng các mẹ sẽ thay đổi tư duy trong việc lựa chọn sữa bột cho con. Và đừng quên dòng sữa Vinlax, dòng sữa nội địa an toàn và hiệu quả cho con yêu của bạn.